Hãy cùng nhau một tràng vỗ tay để chúng ta bắt đầu với phần giao lưu ngày hôm nay, thưa quý vị. Dạ, bị thương trong lòng chứ không có phải tay. Tại vì thật ra là mọi người thấy là mấy cái anh bartender cầm cái bình lắc ấy, nó nhẹ lắm, nhưng mà ra tới lúc mà mình cầm cái bình lắc mới biết là cái bình nó rất là nặng. Mà với cái số lượng cái ly mình phải phục vụ trong đêm Isaac mới làm có 20 ly thôi á, mà tay đã buốt hết rồi, có nghĩa là nó cũng như bị phỏng lạnh luôn, thì Isaac mới biết là để có được một cái ly nước ngon á, nó khó khăn như thế nào. Thì việc mà khi được gọi là học hỏi những cái bài học mới này, mình thấy trân trọng hơn cái giá trị của cuộc sống cũng như là những gì mà mình thưởng thức. Ví dụ mỗi khi mình uống một ly nước ngon, mình sẽ biết là cái người đứng phía sau pha chế cực thế nào. Và một trong những cái điều mà Isaac cảm thấy khó khăn khi mà tham gia Biển Của Hy Vọng nữa chứ là mỗi mà khi mình mới lắc xong 20 ly cái bắt lên hát mọi người ạ. Thì cuối cùng là nó tim mình nó đập nhanh như là có lúc mình lắc vậy đó. Mà cái này hát được. Nó rung chính xác vậy nè, nó vậy nè. Nói á, cho nên là phải về lé tay cho Quốc Kỳ em ơi. Chỗ nào mà nó nhỏ quá thì em nâng cho lớn lên giùm anh, chỗ nào mà nó lớn quá em để sẽ nhỏ giùm anh. Tại vì lúc đó là Isaac không kiểm soát được cái tay mình luôn, mà mình bị rung được, cái cục hơi cũng không ổn định được. Nhưng mà Isaac nghĩ ra là một cái kỷ niệm khá là vui, bởi vì bình thường là mình chỉ đứng sân khấu hát thôi, còn bây giờ là mình sẽ phải phục vụ khán giả. Đó là format của Biển Của Hy Vọng, người sẽ thấy rằng là lần đầu tiên sẽ thấy được là Hòa Minh Di phục vụ khách như thế nào và bắn tiếng Anh như thế nào, rất là chuẩn. Wow. Bắn tiếng Anh luôn, khách Tây bắn tiếng Anh luôn, Hòa Minh Di nói rất hay, mọi người coi sẽ thấy điều đó. Dạ, yeah, hơi lo ngại nhẹ. Mọi người để ý cái đó nha. Dạ, để tới đây xin là sao có thể pha được, nhưng mà uống được hay không thì tùy, anh xui thôi. Dạ vâng. Dạ cảm ơn anh. Và còn lớp bạn học thì sao ạ? Là em hút khách mời ở trong show này, thì khi mà mình đến tham dự vào chương trình và nhà khác như vậy thì lúc đầu mình có một cái sự e ngại nào hay là không ạ? Khi mà ở nhà ấy, là em đã chuẩn bị tinh thần trước, là em ra đấy sẽ một mình một góc ngồi một mình thôi, hát cũng một mình thôi, làm cái gì cũng một mình thôi. Nhưng mà khi em vừa đặt chân xuống dưới chỗ địa điểm quay thì anh nghe sắc hát ngóc và tất cả mọi người rất là yêu thương em, rất là quan tâm, và không có một cái gì đó xa cách ở đây cả. Ngay cả trong cái buổi cuối cùng khi mà cả dàn cast ngồi với nhau để trao nhau những cái lời tâm sự thì em cũng rất là xúc động. Lúc đấy em khóc rất là nhiều khi mà chị Tiên đã gửi cho em những cái lời mà em biết là có rất nhiều người muốn nói với em những lời đấy, nhưng chị Tiên là người đầu tiên đã nói với em những lời đấy. Cảm ơn chị rất nhiều, và cảm ơn Biển Của Hy Vọng đã đem lại cho Ngọc một cái trải nghiệm rất là tốt và thực sự đã chữa lành cho Ngọc trong thời gian đó. Những người có cả rôi luôn. Dạ, sẵn sàng chưa? Trong số những người tham gia thì ai khó tính nhất? Thì Cúc Kỳ. Dạ, mỗi người mỗi đáp án. Dạ, Ngọc thì thấy ai khó tính nhất trong show này? Chị Tiên à. Vậy là chị thắng rồi đó. Thường cái người khó tính nhất là hay đổi người khác. Câu tiếp theo, ai sẽ gây bất ngờ nhất cho khán giả? Không gì bất ngờ luôn. Tiên Cúc Kỳ luôn. Ủa hello. Tiếp theo, bạn muốn song ca cùng với ai nhất? Thì Cúc Kỳ luôn. Em chưa được song ca với Isaac. Hay là bây giờ mình song ca luôn nhỉ? Nếu mà mình hát cái đoạn nào mà nó ngắn ngắn như vậy. Hát cái gì? Thành cái gì đó. Tặng cho mọi người thứ hai đồng tiền, đồng rồi đó. Âm nhạc không cho. Không cho. Nói là âm thanh không đủ tốt không cho. Dạ. Với là phải để cái gì đó đặc biệt cho Biển Của Hy Vọng. Lỡ một ngày nào đó là hai đứa mình song ca như show đó thì Tiên sẽ chọn bài hay nhất, Tiên có hứa rồi. Hèn chi, ai khó tính nhất là đúng rồi. Tiếp theo ạ, ai hay khiến cho người khác lo lắng nhất? Quân Anh Vi. Wow, Minzy. Vậy hả? Rồi nguyên dạng luôn á chị. Ai cũng lo hết trơn. Câu tiếp theo, ai dễ xúc động nhất? Cry đó. Ai hay khóc nhè? Ngọc. Khóc nhiều nhất. Rồi, cô bé biết ước. Và câu hỏi cuối cùng,
ai hiền nhất? Isaac. Không hề. Trời ơi, đồng thanh ghê, không hề. Một tràng vỗ tay à. Mọi người biết tôi sao, mọi người biết tôi hiền thế nào, đúng không? Dạ. Thì rất là điều đặc biệt của biển của hy vọng đó. Có nghĩa là mọi người sẽ được thấy một cái cảnh khác của nghệ sĩ. Với cái gương mặt ác này, mọi người sẽ thấy nó thánh thiện thế nào, cho cái show này. Là thánh thiện chưa? Dạ, thưa quý vị, một cái phần nhanh như thế này thôi để mà có thể bật mí những cái điều đặc biệt mà chúng ta đáng được mong chờ trên biển của hy vọng. Và bây giờ... Giả bộ với tôi, giả bộ sao giờ? Okay, okay. Mọi người ơi. Quay vậy tôi không biết làm cái gì hết mọi người ơi. Xin đừng chịu máy hết tôi.